Thưa các bạn, Thành Channel liên tục cập nhật điểm nóng là đường Hoa Nguyễn Huệ, nằm ngay trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Như clip trước là Thành đưa cho các bạn xem mà chuyện là nó chưa hình thành, nhưng hôm nay đã hình thành ra đôi rồng uốn lượn. Đó, hai con ngậm viên ngọc, hai con đang tranh đấu. Đây là toàn cảnh và trong khu vực các cô bác công nhân cũng đang ngày đêm để thực hiện cho xong. Đã mong các bạn đón xem và đừng quên cho Thành xin một like, một lần chia sẻ, một lần đăng ký để làm động lực cho Thành đưa ra những clip mới gửi tới tất cả các bạn trên mọi miền đất nước nha. Xin cảm ơn. Khách vào tham quan nhiều lắm, khách Tây khách ta. Bây giờ hiện giờ là đang vào tầm 4 giờ chiều cho nên là lượng khách tới cũng chưa được đông, nhưng Thành tin rằng sẽ đông. Hôm nay Thành sẽ ở lại, Thành quay buổi tối, tại vì ở trong trung tâm thành phố sẽ diễn ra rất nhiều những tiết mục. Hiện giờ đang ở khu vực chợ Bến Thành thì đang có chương trình phục Việt cho rất nhiều cô gái áo dài chân dài đến để khi các mặc ăn mặc những trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Lễ phục Việt hiện giờ đang hot ở trên mạng xã hội cho mọi người. Xíu nữa Thành sẽ ra Thành quay chia sẻ cho các bạn cùng xem nha.